Đây là cây mắc mật nè các bạn. Mình sẽ hái một ít lá mắc mật để mình ướp thịt vịt ha. Rất là thơm luôn, mình đụng tới nó tỏa mùi thơm. Cái này, cái cây mắc mật này là của ở Lạng Sơn á, mình được một cái chị bạn ở Lạng Sơn gửi cây vô cho mình trồng. Đây là cây chùm ngay. Cây mắc mật. Cây chùm ngay. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm món vịt nướng lá mắc mật. Thì ở đây mình có hai cái bọng vịt, hai con vịt to đó. Hai con vịt này chắc vẫn non tí nha. Rồi các cái gia vị ớt thì mình sẽ có lá mắc mật nha. Lá mắc mật thì mình được cái chị bạn ở Lạng Sơn gửi cây giống cho mình trồng đó các bạn. Chứ ở đây miền Tây mình không có cái lá này ha. Hành tỏi ớt băm nhuyễn, sa tế, thì sa tế tự nhà mình làm nha. Dầu hào, đường ớt, muối ớt, nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm. Dạ, đây là cái nước ớt nha các bạn. Mày biết mặn không mày? Có.
cơm số nó hấp nước mắm. Mình trộn đều tất cả các gia vị lên, mình cho vịt dầu ớt nha. Mình đeo bao tay vô, mình chà sát cái hỗn hợp ớt á lên thịt của con vịt, nó mặt trong với mặt ngoài luôn ha. Rồi mình ngâm ở đây ha. Mình, nếu mà mình có thời gian á, thì mình ướp qua đêm á, thì nó sẽ rất là thấm, rất là ngon ha. Còn nếu mình không có thời gian thì mình ướp khoảng 1-2 tiếng thôi thì mình nướng cũng được. Cái này là mình khi mà mình ướp thì mình để đây, rồi thỉnh thoảng là mình tới mình trở đều ha. Mình trở đều, mình chà sát cái hỗn hợp ớt vô da, vô thịt con vịt ha. Mình massage cho nó nhanh thấm. Rồi cái này thì mình nướng than. Nhưng mà chiều nay thì mình sẽ đem ra. Vịt mình đã nướng xong rồi nha các bạn. Do là vịt này mình mang ra ngoài chỗ người ta bán vịt đó, mình nhờ người ta nướng rồi mình trả tiền á. Chứ mình không có nướng ở nhà, tại vì mình không có thời gian á. Cho nên là mình không có quay được cái cảnh nướng cho các bạn xem ha. Với lại mình cũng nhờ người ta cắt ra rồi, nó không còn nguyên con vịt nữa. Vịt nướng mình đã ăn thử rồi, rất là vừa ăn luôn nha các bạn. Mà ớt vậy rất là vừa ăn luôn, rất là ngon. Vịt nướng của mình đó thì mình chấm với lại nước ớt xanh á. Nước xanh này mình cũng tự làm luôn. Nhưng mà cái này mình đã làm trước đó lâu rồi, mình làm khoảng một keo mình bỏ một lại mình ăn dần á. Cho nên là mình chưa có quay được cho các bạn xem. Hôm nào mình có làm thì mình sẽ quay clip lại cho các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha. Nhớ bấm cái nút đăng ký với lại bấm cái chuông để khi nào có video mới thì mình sẽ thông báo.